Em Tài Thường xin chào anh chị nha. Hôm nay lại tiếp tục đến một gia đình. Gia đình này trồng một loài cây mà chính cô chú ấy, anh chị ấy, là cũng gọi là cây sâm. Thì qua trao đổi thì anh chị bảo cô chú bảo cây này rất tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì cây này là cây dễ trồng mà cô chú bảo cây này rất nhiều người sử dụng cứ gọi là cây sâm để dùng ngâm rượu để sử dụng. Tuy nhiên qua kiến thức cá nhân của tôi và các học tập nghiên cứu trên mạng internet và những người biết về cây thuốc thì tôi cũng quay video này để chia sẻ tới anh chị vài cây này anh chị nhé. Đây cứ chú cứ gọi là cây sâm nhưng mà tôi xin quay lại và chia sẻ tới anh chị vài cây này. Thưa anh chị, cây này không phải là cây sâm nha anh chị nhé. Cây này là cây họ nhà dã sâm, có tên thường gọi là thương lục nha anh chị nhé. Không phải là cây tốt đâu ạ. Cây này theo đông y thì cây này có tính độc anh chị nhé, độc toàn thân luôn, từ củ thân rễ quả đều là cây độc, không tốt cho sức khỏe anh chị nhé. Đặc biệt là cây này không lợi cho bệnh về tiểu tiện này anh chị nhé, về cầu thận nha anh chị nhé. Cây này không tốt như nào cả. Tôi xin quay gần đến cây này. Xin giới thiệu lại với anh chị, đây là cây thương lục nha anh chị nhé. Đây, cây thương lục là cây bụi thôi anh chị ạ. Đây, cây thương bụi người to. Cây này có đường kính là khoảng 5 cm anh chị ạ, cao khoảng 2 mét. Đây, giới thiệu thân đây. Thân có sắc tố màu tím. Giới thiệu anh chị đây là quả này, quả đã chín nha anh chị nhé. Đây, quả đã chín đây. Đây, quả xanh đây anh chị nhé. Đây, quả xanh. Thưa anh chị thì cây thường lục này thì như tôi đã giới thiệu thì cây đấy, cái đường là cây bụi rồi, nên là lá đấy anh chị nhé. Lá cây thường lục thì mọc đối anh chị ạ, lá đơn mọc đối nhau anh chị nhé. Ở các tách lá ấy, thường phân cành hoặc là ra hoa nha anh chị nhé, ra hoa ra quả nha anh chị nhé. Đây thì là ngọn cây thường lục này anh chị này, cây thường lục nhé. Giới thiệu xin nhắc lại anh chị, đây là không phải là cây sâm nhé, cây họ nhà dã sâm mà cây này có tính độc nha anh chị nhé, không có lợi, nói chung là sử dụng không có lợi nha anh chị nhé. Đây là cái thương lục đấy. Lá thì đây như anh chị thấy đây, lá thì mọc cách hình thuôn nhọn, mép lá thì không có răng cưa nha anh chị nhé. Chiều rộng của lá thì từ 5 đến 10 cm, chiều dài thì 10 đến 20 cm, 10 đến 20 cm anh chị nhé. Cuống lá thì dài từ 3 đến 5 cm anh chị thấy đây, lá đây anh chị thấy nhá. Hoa thì mọc tại các nách lá anh chị nhé, mọc theo chùm như anh chị thấy đây, đi chùm đây. Đây là các hoa này anh chị này, hoa đây. Sau khi hoa kết trái thì ra quả như anh chị thấy đây, quả mọc thành chùm hình cầu dẹt nha anh chị nhé, hình cầu dẹt lõm ở giữa đây, lõm ở giữa đây như anh chị này, mặc thành chùm nhé, rất là nhiều quả luôn anh chị ạ. Khi còn xanh thì quả màu xanh thế rồi, khi chín thì đây anh chị thấy đấy, quả sau màu tím đỏ anh chị ạ. Khi cuống lá thì có màu tím rất là bắt mắt luôn anh chị nhé. Đây cái thương lục anh chị nhé. Kính thưa anh chị, cây này là một cây có tính độc, nói chung là có tính độc anh chị nhé, nó có tính độc, không nên sử dụng, không nên sử dụng. Rất là mong bà con không hiểu nhầm cây này là cây sâm anh chị nhé, thì nó không tốt đến mức mà gọi là cây sâm anh chị nhé, không tốt đến mức gọi là cây sâm mà là gọi là cái thương lục đấy. Màu đặc trưng anh chị là màu xanh lục đây này, nhưng anh chị thấy rồi đây này, các chùm hoa non đây anh chị nhé. Đây hoa non đây, hoa đầu 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 một cụm luôn anh chị nhé. Đây đặc trưng luôn anh chị nhé, màu xanh lục, cây thương lục nha anh chị nhé. Để khẳng định là cây này là cây có tính độc, không tốt nha anh chị nhé. Tuy nhiên cây này cũng là một cây thuốc anh chị ạ, cũng là một cây thuốc các anh chị sử dụng. Với trường hợp là gì? Với trường hợp là anh chị sử dụng để điều trị
vẩy nến nha anh chị nhé, điều trị về vẩy nến, điều trị cái bệnh ngoài da, anh chị giã ra đắp và sử dụng nha anh chị nhé, nó vẫn là vẫn có lợi đấy anh chị ạ, không không phải là không có lợi, nhưng mà là không không nên sử dụng để uống nha anh chị nhé. Các anh chị chỉ sử dụng vết thương ngoài da như bệnh vẩy nến này, bị sưng phù nha anh chị nhé, bị sưng phù bên ngoài thì anh chị sử dụng cây này để sử dụng về ngoài đấy nhé. Tôi khuyến cáo các anh chị là không nên uống, không nên hiểu nhầm cây này là cây sâm nha anh chị nhé. Gọi anh chị cứ sử dụng, cứ nhiều nhiều người như cá nhân gia đình đây cũng gọi là cây sâm, vì nghe từ sâm là rất là có lợi rồi. Tuy nhiên là theo đông y cây này là cây độc, hạn chế sử dụng nha anh chị nhé. Đây bên cạnh đây cũng trồng rất là nhiều này, đầu cành như này, hoa ở đầu 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 cành hết anh chị nhé. Đây cây này dễ trồng lắm anh chị ạ, nó tự phát tán rất là nhiều vì ra hoa ra quả thường xuyên anh chị ạ, quả lại cũng nhiều nữa. Đây anh chị thấy đây, từng chùm luôn, từng chùm luôn. Khuyến cáo anh chị nhé, đây là cây thương lục nhé, không phải là cây sâm như anh chị thường gọi đâu nhé. Tôi cũng nhân dịp này tôi khuyến cáo luôn cô chú với anh chị trong gia đình là không nên sử dụng cái củ của cây này để ngâm rượu uống. Anh chị và cô chú bảo là cây sâm uống rượu uống rất tốt, nhưng mà thực tế là tôi cũng trao đổi với anh chị tên cụ thể của cây này là cây thương lục. Thì đọc tra trên cây này ra trên mạng internet thì các anh chị cũng biết luôn anh chị nhé. Nhiều người không biết tên nó, đâm ra là cũng không biết tra cứu, cũng không biết tác dụng của cây là gì. Và đây thì tôi cũng chia sẻ tới anh chị những hiểu biết cá nhân của tôi đã được đọc, đã được biết về loài cây này. Cũng rất là mong muốn là anh chị không nên uống với lại sử dụng lá làm rau nha anh chị nhé. Gia đình này cũng dụng lá để làm rau đấy, củ thì ngâm rượu đấy, rất là mong anh chị không sử dụng nha, khuyến cáo. Tuy nhiên thì cây này vẫn là cây thuốc để giã ra điều trị vẩy nến, điều trị sưng phù anh chị nhé, bị sưng phù lên thì giã ra để đắp là cũng tốt anh chị nhé. Bệnh viêm cầu lợi cũng sử dụng được anh chị ạ, nhưng mà chỉ nói chung là khuyến cáo anh chị là sử dụng bệnh ngoài da thôi, không nên sử dụng để uống anh chị nhé. Khi cái cơ thể của những người mà có thể trạng yếu ấy, thể trạng yếu thì khi sử dụng cái này vào sẽ có biểu hiện là hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn nha anh chị nhé. Cái biểu hiện của những người mà cơ địa yếu, thể trạng đang yếu mà sử dụng cái củ hoặc là cái rau để làm thực phẩm ấy thì sẽ có biểu hiện đó ngay, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Nhưng vì thế tôi chia sẻ video này để anh chị biết. Nhìn thì bắt mắt lắm anh chị ạ. Thường thường những cây độc thì anh chị cũng biết rồi, những cây độc thường thường là bắt mắt, nói thẳng luôn là như thế. Đây, giới thiệu cho anh chị nha. Kính thưa anh chị, hiện nay tôi đang nghiên cứu một số loài thực vật trên địa bàn sinh sống. Sau khi gặp thì tôi có video để mô tả đặc điểm của loài cây, sau đó chia sẻ. Rất mong anh chị quan tâm đăng ký bình luận góp ý để tôi có động lực nghiên cứu. Xin mong anh chị chia sẻ video này để nhiều người biết đến loài cây và nhân rộng người biết về loài cây thương lục này nói chung, nói riêng và các loài thực vật rừng nói chung. Xin cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị nha.